Đây là cảnh ngủ trưa. Ngày mưa phùn gió bắc ngủ trưa. Nào, Siro có nằm xuống không? Nằm xuống đi. Siro. Nằm đâu? Nằm xuống. Đấy, cảm ơn Si nữa. Hoàn cảnh lắm. Đáng thương. Ít người. Nè, sức xuống dưới chân. Hôm nay lại còn có thêm con dở hơi này nữa. Sức cho đây nào. Xin nằm lại đi. Xin nằm xuống. Xin rô nằm xuống. Cái này gần quá nhỉ, gần quá cũng quay toàn cảnh này, đợt xa là tí cho quay toàn cảnh nhé. Đấy, em mọi người thấy hoàn cảnh đấy, nó là như thế đấy. Đấy, ngủ trưa đấy. Ngủ trưa. Không để giường ở trên này được. À, nếu mà để giường ở trong phòng thì chúng nó lên giường chúng nó nằm suốt ngày. Chỉ cần để ghế được thôi. Cái ghế này để cho chúng nó không được lên chen chỗ để ngủ trưa mà chúng nó vẫn cứ chen. Là phải kê hai cái ghế vào. Còn cục bà cu tia này nữa đấy, mông cọc đấy, mông cọc cũng lên đây cũng cũng lên đây. Cũng đứng tranh chỗ của chị Siro à. Siro nằm xuống. Trời ơi. Cái người này nè. Messi nằm xuống đi. Rồi. Ok. Đấy. Toàn cảnh đấy. Tiri 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 bài này là bài Hàn Quốc mà. Mấy đứa không thích nghe nhạc Hàn Quốc à? À. Nào yên ui xô. Xích bỏ cái chân xuống Siro. Tí nữa thì Siro đạp vào mặt anh ấy nhé. Nhá, anh không đồng ý đâu. Là xin nằm xuống. Xin nằm xuống. Nằm xuống. Rồi. Con cu te nằm xuống. Cu te nằm đấy đi. Nào, nằm ở đâu? Được rồi, nằm đấy được rồi. Mình xin nằm xuống đi. Lùi lại thì mới kê được. Kê ngực lên đây, kê lên ngực. Rồi.
Phê xem. Nằm hắn ra. Ừ. Thả lỏng ra. Đấy rồi. Đấy. Làm sao? Siro nó ngủ rồi này. Ừ. Cho nó xích xuống này. Nào, không gặm tay. Gặm tay đã ăn bụp giờ. Nó xin nằm gục xuống đây. Nào. Làm sướng, kệ trẻ con đi. Trẻ con nó làm gì nó làm. Cú tia vào đây, cú tia phát thối. Siro mà gối thế, Siro rơi xuống, rơi xuống dưới đất giờ. Này nó gần quá nhỉ. Không nhìn được hết được. Không nhìn được hết mấy đứa chúng nó. Len vào đây. Len vào đây ngồi ở đây như thật. Đây đây, bé Quang thì ngồi lên trên bụng. Được phép ngồi lên trên bụng. Bởi vì em còn bé. Ừ, ngồi xuống dưới chân đi xem anh nha. Này, để Siro nào. Messi nằm xuống đây. Messi nằm gối đầu xuống này. Này, gối đầu đây. Kéo chân xuống. Này. Nào. Phải rồi. Thế. Đúng rồi. Quay mặt về đằng kia. Để anh còn nhìn được xem Messi đã ngủ chưa. Siro nằm yên đấy nhá. Để chỉnh chỗ cho mẹ đã. Này. Phải rồi. Như thế. Siro quay mặt ra đây xem nào. Yến sợ. Trẻ con kệ lắm. Dạ, trẻ con. Thế Messi nằm xuống bên dưới. Messi có thích nằm đây không? Nếu không thích nằm ở đây thì nằm xuống bên dưới. OT. OT không? Ừ. Nằm đây hay nằm xuống bên dưới? Nếu cút tia cũng đổi gãi. Trời ơi. Chỉ có hai tay thôi. Thế ba đứa thì làm sao? Gãi lần lượt hay chứ làm sao? Làm sao mà gãi đồng thời cả ba được? Bởi vì chỉ có hai tay thôi. À. Hai tay này. Thế nào, đỡ nào để cho ra hình quả tim này. Nào. Cute, răng sữa gặm đầu nha. Nào. Không. Liếm thì được, đừng gặm, gặm bụp đấy. Gặm là đuổi cổ, tống cổ ra khỏi nhà đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Xin làm xích xuống. Nào. Chả răng chỉ biết gì, xin làm xuống. Phải rồi. Kệ thì trẻ ranh nó làm gì đó nào. Ừ.
cô te đừng gặm nhá, gặm là ăn cho cô te ăn bù cái. Thế nào, bây giờ nằm chỗ nào để chúng ta đi ngủ thôi. Bây giờ chúng ta phải đi ngủ này. Chúng ta bây giờ chúng ta nằm như nào để chúng ta đi ngủ? Và Siro bây giờ nằm như nào? Sắp xếp chỗ nằm như nào đây? Nasi nằm xích xuống bên dưới này. Nasi. Một là Nasi nằm xích xuống bên dưới. Nào, ngủ không này đến giờ làm bây giờ. Nasi nằm xích xuống bên dưới. Siro nằm yên đấy. À không thì Siro nằm đấy được. Ok. Sam. Nasi sang đây. Nasi sang. Nasi sang. Kệ cho nhóc con này. Nằm đây đi. Nasi sang đây. Ừ, Siro ngoan nằm đấy. Nasi. Nasi sang đây. Phải rồi. Nằm đấy. Quay mặt đây. Quay mặt lại nằm này. Ok. Giờ mới đúng chỗ đấy. Rồi, Siro nằm xuống đây. Ừ. Rồi. Thế còn con nhóc con này sẽ nằm ở đâu? Con kia sẽ nằm ở đâu? Siro đã tha được cái tất rồi. Tha được cái tất của chủ. Nó là tha đâu? Xích đây. Xích lên. Xích lên. Messi. Kê đây. Kê đây cơ. Nào. Đấy. Thế nào trong TV đấy? Đứa nào trong TV đấy? Có phải con Messi không? Đứa nào đấy? Đứa nào trong TV kia? Rồi rồi, để anh phải xuống đi xử lý con Siro rồi chúng ta đi ngủ thôi. Ok. Siro nằm đâu? Tha là cái tất đi đâu? Tha tất đi đâu? Úi xời, đè lên thế thì cần... thì người nào chịu được? Con cu te lên đi. Cú teo có lên không? Trèo lên. Cú teo. Mặt anh sạch rồi. Không cần phải liếm nữa. Sạch lắm. Ok, con cụ tiền nằm đâu?
xích lên, xích lên. Nào, quay mông lại đằng kia. Quay mông lại đằng kia kìa. Cọc nó đang nhìn này, cụ tia đang nhìn, rồi cụ tia nằm đấy, không cần phải nhìn, nằm xuống đi. Thấy cái camera lại sủa, được. Chưa nhìn thấy đứa nào ở trong tivi chưa? Xích đây, chạy đâu, nằm xuống, đúng rồi, nhìn vào tivi xem, nhìn kia, thấy đứa nào ở trong tivi chưa? Đấy, giờ đây mà xuống nó, đấy xuống con ở trong tivi kìa, đây này. Số con này trong TV này, này. Con nào đấy? Kìa yeah. Nhìn xem thế nào đấy? Đấy, trong TV đang có một con dở hơi ở trong TV đấy. Cọc sủa đi. Kìa yeah, không sủa nữa à? Sủa con dở hơi trong TV kìa. Đây này, đây này, nhìn thấy không? Nhìn thấy con dở hơi trong tivi không? Này, đấy, con mắt nó đang trợn ngược lên đấy, đấy, con dở hơi nó giống, con cọc cụ te thế, con dở hơi giống nhau, giống thế. Yeah. Con dở hơi ở trong TV kìa. Đấy, chị Siro chị ngủ được giấc đây kìa. Chị Siro chị ngủ luôn. Đấy, nhìn xem đứa nào ở trong TV. Đấy, nhận ra đứa nào chưa? Nào làm với chị Siro à? Ok, làm đấy, đừng phá thôi chị Siro này nè. Được. Làm đấy được chưa? Được rồi, không cần phải liếm. Không cần liếm đâu. Con Messi đâu rồi? Messi. Chỗ của Messi đâu? Nằm xuống. Phải rồi. Nằm xuống đi. Đúng rồi, ngủ đi. Nằm ở đây chứ nằm ở đâu? Không bao giờ định ngủ ở đâu. Nằm chung. Thôi ngủ đi, ngủ đi, còn chứ dậy còn phải làm nhá. Ok, ok, xin chào mọi người, cho mọi người xem cái hoàn cảnh nhà không có chỗ nào tí. Ai mà nếu mà có cho chó nằm cùng ngủ thì cũng đấy cũng là một cái việc hết sức bình thường thôi nhá.
chứ không phải cái gì nó ghê gớm cả đâu. Ở đây là nghỉ ngủ trưa là mà ở nhà ngủ trưa là đều nằm cho chó nằm cùng hết, không cho nằm cùng nó cũng nhảy lên nó nằm ở bỏ giường cây ghế cho nó còn nằm. Ok, xin chào mọi người.